Kênh Bật Lửa Cô Độc xin chào toàn thể tất cả các anh em nha. Thì hôm nay chủ nhật thì em sẽ quay ba cái đồng hồ. Em về lâu rồi thì cũng vừa chơi vừa giao lưu với anh em thôi. Cái bên đây là đồng hồ của Nhật, cái này là đồng hồ của Cúc Cu, của hình như cô Thị Sĩ á, thấy Swissmatch đây nè. Còn cái này là của Đức, cái này phía sau em thấy nó khắc tháng 10 năm 1976 á. Còn cái này thì không có khắc năm, nhưng mà em nghĩ chắc cũng lâu rồi. Em không có chơi đồng hồ cổ, đồng hồ ấy thì em cũng không gành nha. Nhưng mà hoạt động bình thường. Cái này thì là còn mới hoàn toàn, còn giấy tờ luôn. Mới nha, cái này cũng còn mới luôn. Nhưng mà nó không có hộp, không có giấy tờ. Thì nãy cái này thì đã qua sử dụng, cái này cũng hoạt động tốt lắm. Nhưng mà em thì ở dưới em thì em không có chuyên gì đồng hồ gì đó. Hồi nãy lúc mà treo lên á, nó không có, nó dạng hoạt động bình thường nhưng mà nó không có cúc cu. Nó không có cúc cu gì nè, nhưng mà do em, chỗ em nó không có vô dầu, dầu máy riêng của nó. Em vô dầu máy máy may thì nó hoạt động bình thường nè. Nó đờn nó cũng dạng hoạt động bình thường, cái này cũng vậy. Cũng hoạt động bình thường luôn nha. Đó. Hoạt động bình thường, nó hơi gích gích chút xíu do lâu năm á. Này do lâu năm với lại mình để không ngay á, để không ngay á, chỉnh cho nó ngay lại. Anh em có cái thước chỉnh cho nó ngay lại nha. Thì đầu tiên em giới thiệu cái này nha. Đây là cái đồng hồ treo tường. Này là chuông. Quả lắc nha. Kính zin của nó. Cái này là hàng, này hàng của Nhật. Chiều dài của nó chưa nghe. Cái thước cổ của em đây. Thước cổ. Cái thước này bề ngang nó là hơn 20 này. Bề cao là, bề cao chắc hơn 40. Hai thước. Bề sâu vô 10 à. 10 cm. 10 cm. Thì cái đồng hồ này của Nhật nha. Có lịch. Có lịch. Để chữ kính cầu nha, kính cầu nha. Cái này em treo lâu rồi. Lâu lâu anh em nghe em quay bài á, nó cũng gõ chuông á. Em treo lâu rồi. Để 30 ngày chắc cái này chắc cái không biết cái lịch nó 30 ngày hay sao á, hay là cái giờ nó chạy 30 ngày không biết nha. Nhưng mà cái này lâu lắm. Cái này lên dây cót thì nó chạy lâu lắm. Em có con tay mà em mở cái hơi khó, mà nên thông cảm, mà giật cái sợ nó rớt. Em treo không có chặt. Gà này. Đó, bên trong. Bên đây là hai cuộn, bên đây hai cuộn. Bên đây hai cuộn giờ. Cuộn ngày. Này ngày 28 này, này tháng quá. Còn này là lên code thì đây này. Đây là cái lên code bên đây, bên đây. Lên code nha. Đây là có khắc mộc của nó đây. Em quay cho anh em thử nha. Thì nửa tiếng nó gõ một lần. Thì giả sử như tới giờ thì nó sẽ gõ 2 tiếng. 2 giờ nó gõ 2 tiếng nha. Quả chuông, chuông lắc, quả lắc. Gông này gông đồng. Gông đồng nha. Cái này thì giao lưu với anh em 1 triệu 8 thôi. Phí ship về rất là nặng. Kính zin nha, kính qua dân zin của nó. Thì cái này là bằng gỗ, thùng gỗ. Thì nó có, ở ngoài nó có dán lớp gỗ ngoài, nó bong chóc nhẹ. Ngoài ra hình thức này còn đẹp. Rồi tiếp theo là cái cúc cu này. Cúc cu này thấy chữ Swissmatch á, chắc của Thị Sĩ. Hoạt động bình thường. Em lấy cái thước em đo luôn. Này ba quả lắc. Ba quả tạ nha. Ba quả này là 320 g. Là 320 g. Hoạt động bình thường. Dây thì rất dài. Nhưng mà cái này là tạ ngày, tạ nhỏ là chắc chắn tạ ngày rồi. Tạ từ 1,5 kg cho lên mới tạ tuần. Một ngày anh em kéo một lần. Bề ngang của nó đây, cái thước của em đây, thước cổ đây, bề ngang khoảng hơn 2 tấc. Bề cao quá thì đo từ đỉnh chóp nha, đỉnh chóp ở trên đó. Xuống đây, cũng tầm 2 tấc. Bề sâu vô. Bề sâu vô khoảng đo từ miếng dán nha. 17, 16, 17 nha. Rồi, bằng gỗ luôn thôi. Này chắc cũng là cây cổ thôi, nãy em cũng quay một lần rồi anh em thấy rồi. Tạ thì tạ ngày anh em kéo thôi. Kéo lên nhẹ nhàng. Ta kéo nha, à, kéo là bình thường. Thì cho trời dài giờ thì lâu lắm em sẽ xoay gì thôi. Cúc cu em. 8 giờ gõ 8 tiếng có điểm chuông nha. Điểm gõ chuông hay sao á, nó đờn. Đờn hoạt động bình thường thôi. Nói chung anh em mấy cái này về thì anh em phải chịu khó ra thợ á, cho họ lau dầu lại cho nó chạy cho nó chuẩn xác chút xíu. Còn em thì không có mở máy zin luôn. Không mở thì vì nó hoạt động rồi, tại vì nãy nó không mở cửa này nó không hát được. Em chích miếng dầu máy may á, chích vô hai chỗ này nè, lâu ngày nó bị xét á, chích vô nó hơi gích chút xíu, chích vô nó hoạt động bình thường đó, hoạt động bình thường đó, hoạt động bình thường đó. Ok nha, cây này đẹp.
Em treo khá cao do đó em quay không kỹ được. Trong, hoặc bên hông. Hình ngôi nhà. Cũng nhanh thôi, những cái hàng này thì hàng đẹp hàng mới. Đây là giờ thì những cái núm giờ này anh em chỉnh được nha, anh tháo ra chỉnh được. Xoay được cho nó ngay lại. Này là 11 giờ, gõ 11 tiếng nhưng mà hơi lệch chút xíu phải không? Anh em về chỉnh chút xíu cho nó ngay lại thôi. Cái này dễ chỉnh lắm. Anh chỉnh cho một con số, em cũng bán như 2-3 cây rồi, 2-3 cây đồng hồ cúc cung này rồi, cho một số anh em á. Em cũng, anh em đó về chắc cũng phải lau dầu rồi thôi. Nó hoạt động bình thường nha. Rồi tới cây này. Cây này thì cây của Đức. Thì phía sau nó em thấy có nó có khắc 1976 tháng 10 năm 1976 á. Cũng là bằng gỗ. Ừ, cái dây này em quấn không ấy, nó treo lên nè. Em về chú ý nha, treo cho nó đúng. Hơi lệch chút xíu. Dây này cũng, dây này không biết phải bằng đồng không nữa. Dây này, cái này mới nha. Dây này thường thường em thường nghĩ là bằng thép đó, hoặc bằng đồng, cái này chắc bằng đồng quá. Nhưng mà đen, lâu ngày nó xỉ màu. Dây này cũng màu vàng, không biết bằng gì không biết. Mà vàng không biết, dây này thì em không cần. Dây này không cần, đầy đủ nha, mới nha, hai dây. Bên này có cúc cu thôi chứ nó không có nhạc, tại vì xe nhỏ. Đây, xe nhỏ đây, em đo nha. Cái trên đây là cái ấy nó bề ngang đo từ tính cái đấm này nha, cái đấm này nha. Qua cái đấm này. Cái thùng nó thì khoảng chừng 10 15. Chiều cao đo tính từ con chim xuống nha. Hay đo cái thùng. Cái này nhỏ thôi. Đo tính từ cái chớp máy đi, chớp máy xuống cái bông nha. Khoảng 20. Trên nữa thì cao hơn, còn bề sâu nó khoảng chừng 10 nha, 10 cm. Rồi đơn giản thôi. Thì mấy cái này thì những năm cái này, những cây gỗ thì anh em về phải lau dầu thôi. Em thì không có dầu đó, không có dầu, hoạt động thì bình thường thôi. Đôi khi em treo nó hơi bị nghiêng lệch á, nó không lắc thôi. Nhưng mà cây này là mới hoàn toàn luôn nha, em mới khui ra, em mới bóc siêu ra luôn. Trời, xíu giấy thờ hồng đó, nó nằm ở trong đây nè. Giấy thùng này trong đây, thùng này à, giấy tờ đầy đủ trong đây nè. Em múc siêu ra luôn, siêu nó đầy đủ trong đây à, giấy tờ của nó nằm trong đây hết nè. Giấy tờ nằm trong đây hết nè. Giấy của nó này. Với lại nó có hai cái gài của cái phé để cúc cu á. Em bỏ vào đây cho anh em luôn. Đây. Lên tiếp nó nè. Ơ mà quên. Cái này nãy em nói nhiêu tao quên ta. Cái này 1.8 triệu không? 1.8 triệu, 2 triệu gì em quên, 1.8 triệu đi, 1.8 triệu nha. Còn cái này thì mã số 2. Cái này thì giao lưu với anh em là giá nhập về ghi 4-5 triệu mấy, 4.9 triệu. Cái này giao lưu với anh em là 5.5 triệu thôi, 5.5 triệu, 5.5 triệu nha. Còn cái này, cái nhỏ, cái nhỏ này thì 3.5 triệu thôi. Giờ anh em nhớ lau dầu đấy nha, hoạt động bình thường thôi, hồi nãy nó vẫn chạy bình thường thôi, do mình treo nó nghiêng á. Thì em quay thì cho nó cúc cu cho anh em thấy thôi. Đó, có điểm chuông nha. Con này con nhỏ. Đó. 9 giờ gõ 9 tiếng, kêu cúc cu 9 tiếng. Còn nửa giờ thì cúc cu lần, gõ điểm chuông lần. Cây này là của Đức. Đức nha, Đông Đức. Tây Đức, Đông Đức ha. West Germany rồi Đông Đức nha. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh. 8 phút thôi, nhanh mà. Thì mấy cái này thì cái này là mới, cái này cũng là một cây mới luôn, mới luôn nha, nghĩa là chưa qua sử dụng đâu, đẹp. Anh em về treo tại ngày thì một ngày anh em kéo một lần. Anh em thường thường anh em đi làm buổi sáng á, buổi sáng 7-8 giờ gì đó anh kéo. Còn anh em nào thường thường anh em rảnh giờ nào anh em kéo giờ đó đi cho nó quen cái giờ đó. Giờ sử như anh em làm buổi sáng đúng không, thì anh em trước khi đi làm việc anh em kéo một lần rồi anh em đi làm. Thì tới sáng hôm sau anh em đi làm anh em kéo thêm lần nữa nha. Còn anh em nào rảnh, giả sử như anh em nào không thích buổi sáng thì cái buổi chiều khi anh em làm việc về á, anh em kéo tạ cho nó chạy thôi. Nãy do em đụng nó không chạy nha. Kéo tạ cho nó chạy thôi. Cái thời gian mình rảnh mình hãy kéo nha. Còn cái thời gian đi là anh em đi làm việc bất chợt một ngày đó anh em về buổi trưa mà anh em kéo nó hết ngày tới buổi trưa nó hết sẽ hết. Thì chiều về anh em nó không chạy. Em cũng vậy thôi, giả sử như cái ngày, cái giờ mà em thích em đi làm về á thì em sẽ kéo cái giờ đó thôi. Mình đừng có kéo chịch cái giờ của mình. Kệ nó, giả sử như bây giờ
Bây giờ mình về, giả sử như bên kéo buổi sáng, buổi trưa mình có làm việc về, mình thấy tạ nó tới xuống đây này, tới xuống chân nửa chừng mình kệ đi, đừng kéo nó. Nếu mà mấy anh em kéo á, thì sáng hôm sau bắt buộc anh phải kéo lại. Sáng hôm sau thì nó tới giữa chỗ này thì anh em bắt buộc phải kéo, thì rảnh thì anh em kéo thôi. Còn mà anh em quên kéo buổi sáng á, thì buổi trưa anh em về kéo buổi trưa nó tới đây, thì tới chiều hôm sau, sáng hôm sau nó sẽ đứng, tại vì nó chưa tới đây rồi, trưa thì nó sẽ đứng thôi. Thì anh em canh giờ anh em kéo thôi, quen tay mà. Rồi chào anh em nha, bye bye. Anh em muốn giao lưu thì hãy nhớ cho các bạn Zalo nha, số điện thoại của em là 0934 072 506 nha, đó cũng là Zalo của em luôn. Rồi em đọc lại nha, 0934 072 506. Thì hôm nay chủ nhật thì em sẽ lên đồng hồ thôi, còn vài cái bán giao lưu cũng có lời chút định, tại về lâu rồi, có những cây em về em lỗ em dục quăng bên luôn, để mình chơi mình chấp nhận thôi. Rồi chào anh em nha.